nộ tin giả Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu Phi Nhung tràn lan trên mạng xã hội, ông xã Hoài Phương lên tiếng. Trước những tin đồn thất thiệt, ác độc, gây phẫn nộ về ca sĩ Phi Nhung, chồng Việt Hương đã phải lên tiếng đính chính. Kể từ khi có thông tin Phi Nhung mắc COVID-19, tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Tính đến nay đã được 25 ngày Phi Nhung chuyển vào bệnh viện Chợ Giấy để điều trị, bạn bè nghệ sĩ và các khán giả liên tục gửi những lời cầu nguyện sức khỏe và may mắn đến với Phi Nhung. Showbiz phía trước thềm dỗ tổ sân khấu, dàn sao nước ngoài tụ họp, Hồng Vân Việt Hương chạnh lòng, còn NS Hoài Linh thì sao? Tuy nhiên, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện tin bệnh tình nữ ca sĩ đã trở nặng, diễn biến xấu khiến công chúng hoang mang. Lợi dụng sự nổi tiếng của Phi Nhung, lòng tin của khán giả, rất nhiều đối tượng đã tung những tin đồn sai lệch về tình trạng sức khỏe của cô. Đây là một hành động vô cùng độc ác và cần phải được lên án mạnh mẽ. Mới đây nhất, sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm phẫn nộ khi xuất hiện tin danh hài Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu Phi Nhung tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang, lên án mạnh mẽ. Trước thông tin sai sự thật, không có nhân tính này, chồng nghệ sĩ Việt Hương đã phải lên tiếng cảnh báo và đính chính đó hoàn toàn sai sự thật. Chồng Việt Hương phải nhanh chóng lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt, hoàn toàn sai về ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, vợ chồng Việt Hương cũng chính là những người đã trực tiếp đưa nữ ca sĩ đến bệnh viện để điều trị COVID-19. Trước đó, Wendy đã ký giấy ủy quyền để Việt Hương lo cho Phi Nhung khi nữ ca sĩ đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, người nhà vẫn thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe để dập tan tin đồn thất thiệt. Thời gian vừa qua, vợ chồng Việt Hương đã có những hành động đẹp, hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch được cư dân mạng khen ngợi. Ông xã Việt Hương cảnh báo tin gây hoang mang về Phi Nhung, tình hình hiện tại của nữ ca sĩ thế nào. Sau khi Phi Nhung nhập viện, có rất nhiều thông tin trôi nổi trên mạng về sức khỏe của nữ ca sĩ. Mới đây, ông xã Việt Hương đã phải lên tiếng cảnh báo khán giả trước tin giả cho rằng giọng ca, Bông Điên Điển, qua đời. Phi Nhung được người thân đưa vào viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 26 tháng 8 vì sức khỏe chuyển nặng. Đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi nữ ca sĩ được chữa trị COVID-19 tại đây. Thông tin về tình hình của cô trở thành mối quan tâm lớn với công chúng. Lợi dụng chuyện này, nhiều cá nhân đã tung tin đồn thổi ác ý. Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện clip YouTube với tựa đề gây xôn xao, Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu ca sĩ Phi Nhung. Thông tin này khiến mọi người vô cùng hoang mang, không ít người đã tin nó là thật, bày tỏ sự tiếc thương đến giọng ca, Bông Điên Điển. Một cư dân mạng lập tức vào hỏi ông xã Việt Hương xem thực hư như thế nào. Trước đó, nhiều người còn lan truyền chuyện Phi Nhung về Mỹ chữa trị COVID-19, qua đời trong viện nhưng gia đình cố giấu tin tức. Hành vi này khiến dư luận vô cùng bức xúc, không ít đồng nghiệp của Phi Nhung đã phải lên tiếng bác bỏ, cho biết nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực. Hôm 17 tháng 9, nghệ sĩ Hồng Loan con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cho biết, Phi Nhung hiện chưa tiến triển nhiều. Cô bị nhiễm trùng COVID-19 mới, gây đông máu và cần phải lọc máu qua hệ thống ECMO. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn phải thở máy. Hồng Loan còn cho biết, gia đình Phi Nhung đang rất bức xúc khi hàng loạt tin bịa đặt lan truyền trên mạng, thậm chí còn lấy danh nghĩa của họ để kêu gọi quyên góp tiền cho Phi Nhung chữa trị. Trong khi đó, con gái của Phi Nhung đã ủy quyền cho Việt Hương làm đại diện duy nhất của nữ ca sĩ tại Việt Nam. Việt Hương sẽ là người được nhận thông tin chính thức về sức khỏe của đồng nghiệp. Thông tin hiện tại về Phi Nhung ở Việt Nam do chính Việt Hương đưa ra mới chính xác, còn lại là không chính thức, một nguồn tin chia sẻ. Phẫn nộ tin giả Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu Phi Nhung tràn lan trên mạng xã hội, ông xã Hoài Phương lên tiếng. Trước những tin đồn thất thiệt, ác độc, gây phẫn nộ về ca sĩ Phi Nhung, chồng Việt Hương đã phải lên tiếng đính chính. Kể từ khi có thông tin Phi Nhung mắc COVID-19, tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Tính đến nay đã được 25 ngày Phi Nhung chuyển vào bệnh viện Chợ Giấy để điều trị, bạn bè nghệ sĩ và các khán giả liên tục gửi những lời cầu nguyện sức khỏe và may mắn đến với Phi Nhung. Showbiz phía trước thềm dỗ tổ sân khấu, dàn sao nước ngoài tụ họp, Hồng Vân Việt Hương chạnh lòng, còn NS Hoài Linh thì sao? Tuy nhiên, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện tin bệnh tình nữ ca sĩ đã trở nặng, diễn biến xấu khiến công chúng hoang mang. Lợi dụng sự nổi tiếng của Phi Nhung, lòng tin của khán giả, rất nhiều đối tượng đã tung những tin đồn sai lệch về tình trạng sức khỏe của cô. Đây là một hành động vô cùng độc ác và cần phải được lên án mạnh mẽ. Mới đây nhất,
Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm phẫn nộ khi xuất hiện tin danh hài Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu Phi Nhung tiếp tục khiến cư dân mạng hoang mang, lên án mạnh mẽ. Trước thông tin sai sự thật, không có nhân tính này, chồng nghệ sĩ Việt Hương đã phải lên tiếng cảnh báo và đính chính đó hoàn toàn sai sự thật. Chồng Việt Hương phải nhanh chóng lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt, hoàn toàn sai về ca sĩ Phi Nhung. Trước đó, vợ chồng Việt Hương cũng chính là những người đã trực tiếp đưa nữ ca sĩ đến bệnh viện để điều trị COVID-19. Trước đó, Wendy đã ký giấy ủy quyền để Việt Hương lo cho Phi Nhung khi nữ ca sĩ đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, người nhà vẫn thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe để dập tan tin đồn thất thiệt. Thời gian vừa qua, vợ chồng Việt Hương đã có những hành động đẹp, hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch được cư dân mạng khen ngợi. Ông xã Việt Hương cảnh báo tin gây hoang mang về Phi Nhung, tình hình hiện tại của nữ ca sĩ thế nào. Sau khi Phi Nhung nhập viện, có rất nhiều thông tin trôi nổi trên mạng về sức khỏe của nữ ca sĩ. Mới đây, ông xã Việt Hương đã phải lên tiếng cảnh báo khán giả trước tin giả cho rằng giọng ca, Bông Điên Điển, qua đời. Phi Nhung được người thân đưa vào viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 26 tháng 8 vì sức khỏe chuyển nặng. Đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi nữ ca sĩ được chữa trị COVID-19 tại đây. Thông tin về tình hình của cô trở thành mối quan tâm lớn với công chúng. Lợi dụng chuyện này, nhiều cá nhân đã tung tin đồn thổi ác ý. Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện clip YouTube với tựa đề gây xôn xao, Việt Hương ngã quỵ bên linh cữu ca sĩ Phi Nhung. Thông tin này khiến mọi người vô cùng hoang mang, không ít người đã tin nó là thật, bày tỏ sự tiếc thương đến giọng ca, Bông Điên Điển. Một cư dân mạng lập tức vào hỏi ông xã Việt Hương xem thực hư như thế nào. Trước đó, nhiều người còn lan truyền chuyện Phi Nhung về Mỹ chữa trị COVID-19, qua đời trong viện nhưng gia đình cố giấu tin tức. Hành vi này khiến dư luận vô cùng bức xúc. Không ít đồng nghiệp của Phi Nhung đã phải lên tiếng bác bỏ, cho biết nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực. Hôm 17 tháng 9, nghệ sĩ Hồng Loan con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cho biết, Phi Nhung hiện chưa tiến triển nhiều. Cô bị nhiễm trùng COVID-19 mới, gây đông máu và cần phải lọc máu qua hệ thống ECMO. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn phải thở máy. Hồng Loan còn cho biết, gia đình Phi Nhung đang rất bức xúc khi hàng loạt tin bịa đặt lan truyền trên mạng, thậm chí còn lấy danh nghĩa của họ để kêu gọi quyên góp tiền cho Phi Nhung chữa trị. Trong khi đó, con gái của Phi Nhung đã ủy quyền cho Việt Hương làm đại diện duy nhất của nữ ca sĩ tại Việt Nam. Việt Hương sẽ là người được nhận thông tin chính thức về sức khỏe của đồng nghiệp. Thông tin hiện tại về Phi Nhung ở Việt Nam do chính Việt Hương đưa ra mới chính xác, còn lại là không chính thức một nguồn tin chia sẻ.